không cho đâu, cho lên xe này. Đây đẹp mà. Cho lên xong em chúng tôi đi. Cái dây sạc với củ sạc chứ. Đây, 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 đây. Hướng dẫn cụ thể. Đây, bàn giao này, công nghệ. Cốp đây. Sạc lấy con đen kia ra anh ơi. Đây là cốp à. Đây là cốp này. Đầy đủ đô cháu nhá. Đây là gương. Đây là gương này, đây là gương này. Phanh tay à? Đây, phanh tay đây. Hãng xe ở đâu à? Đây, hãng đây. Đây, hãng đây. Đây hãng đây. Hãng đây. Hai bên đều có, hai bên đều có luôn. Hai bên đều có. Hai bên đều có. Đây, biết cho số đây. Thì đi à? Đây, ấn được mà. Đơn giản thôi mà. Đây, đây. Đây, đây. Đây, nó sạc đây này. Đó, từ từ. Đây, số lùi là khóa của nó đâu, là đây không? Đây, cô nghe chú bảo nhá. Đây là, bảo chị ra cho. Cô nghe, à, chị nghe nhá. Đây là đang để số tiến nhá, số lùi là đấy, đây số lùi đây là số lùi nhá, giờ là lùi ép tiến đấy, có 3 số là 1, 2, 3 đấy. Ở bên này về mình tới này đấy, này là đây, đây tiến được có 3 số không lùi, đây là tốc độ, đây là tốc độ có 3 số, đây 3. Còn đây là đang sang số tiến này. Lùi là nó có tín hiệu này. Như ô tô là lùi đấy. Đấy, cái ẩn. Đèn đây. Đấy, đèn đây. Đèn đây. Cốp đây. Sạc nhá, sạc cái cắm đây. Nó đủ kìa. Thiếu bảo hành chứ gì, thiếu. Có. Ghi đi em cái. Bán hóa đơn bán là được bảo hành thôi. Đây á. Cái này sạc được mấy tiếng thì đầy. Cứ 3 giờ lên đèn xanh là được.